lại là em đây ha. Thì hôm nay em sẽ chỉ cho anh em một cái mẹo. Cái mẹo này thì trên dòng ghế nó 1 feet, feet lỗi trên dòng ghế nó 1 nha anh em. Thì anh em nào mà đang sử dụng dòng ghế nó 1 thì nên lưu ý ha. Cái mẹo này thì nó rất là dễ làm, nhưng mà đôi khi anh em mà không biết thì có thể đôi khi là nó sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí của anh em nha. Nhưng mà trong khi đó thì nếu mà cách làm đúng cách thì nó xử lý rất là dễ. Thì hiện tại thì mình đối với cái lỗi này thì ra phía sau này, thì sau thời gian mình sử dụng ghế nó 1 ấy, thì từ thường cái lò xo của ghế, thì vì tất cả những dòng mẫu ghế nó 1 mới bây giờ thì đều được trang bị là 2 lò xo hết rồi. Đây phía dưới này làm đều là 2 lò xo ha. Phía dưới này đều là 2 lò xo, nhưng mà đối với những dòng phiên bản cũ đấy thì nó chỉ được trang bị 1 lò xo thôi. Nên là thường khi sau một thời gian sử dụng, ví dụ như tầm khoảng 2-3 năm, thì thường thường những chân đạp, những chân đạp nó sẽ không có tự động trả về hết đấy. Thì hoặc là những cái dòng ghế mới, nhưng mà thường tất cả hầu như những cái dòng ghế mới thì đã được tra dầu hết rồi. Còn những cái dòng ghế cũ thì thứ nhất là nguyên nhân là do nó bị khô nhớt nha anh em, nên là cái chân đạp của mình ấy thì nó sẽ không trả về thôi. Nên là đôi khi anh em, nhiều khi anh em cứ nghĩ là nó sẽ bị lỗi là sao ha, nhưng mà cái lò xo của ghế nó mổ rất là bền nên là rất là khó lỗi nha anh em. Đấy thì phích lỗi rất là đơn giản, thì anh em chỉ cần, thường là anh em sẽ mua, nên mua chai R7 này, hoặc là có thể sử dụng những cái chất bôi trơn là đều được, ví dụ như là mỡ bò hoặc là những cái nhớt của xe máy hoặc ô tô rồi đấy, tùy anh em ha. Miễn là có thể bôi trơn được và anh em xịt vào những cái khớp của lò xo là được ha. Bộ phận của lò xo này ha, đây và đây, và xịt thêm vào cái bộ phận khớp nối ngã này nữa ha, để nó xoay cho sẵn tiền thì mình xoay cho nó nhẹ nhàng luôn hơn. Chủ trọng mà vào là mình xịt vào cái khớp nối lò xo ha. Đấy, xong rồi chúng ta xịt xong rồi thì chúng ta sẽ dùng chân ha, đạp cái chân đạp này về hết cỡ và thả ra tự do. Đấy, anh em làm tầm khoảng 20 đến 30 lần là được ha. Đấy, thì làm như vậy thì cái ghế của mình nó nén lò xo lại và cái ghế của mình sẽ hoạt động bình thường và nó trả lại bình thường ha. Còn đối với những trường hợp nào mà nó không có trả về lại được nữa thì đồng nghĩa với anh em là cái lò xo và ghế của mình nó đang bị lỗi, thì liên hệ những trung tâm bảo hành của ghế nó 1 để được bảo hành và sửa chữa ha. Rồi, đây là một cái video mẹo hết sức là cần thiết khi anh em sử dụng ghế nó 1 ha. Và anh em có thể là lưu lại hoặc là share lại những cái bài viết này để sau này có khi nào mình cần mình dùng thì mình xem lại ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em ha. Xin chào và hẹn gặp lại.